Nếu mà để nói mà tiêu chí ấy, thì trong cái 800 người ấy, thì nếu như cái thằng Thái Văn Đường này khả năng nếu nó còn ở bên này thì nó không mò về Việt Nam, nó ở bên này thì khả năng là nó cũng sẽ được đi trước, là vì nơi này nó có học, nó có bằng cấp hoặc nó có tiếng nói thì còn được đấy bác Trâm ạ. Đấy là những cái tiêu chí của những ở bên Mỹ là nó duyệt, là phải duyệt những cái bọn đấy. Như nói thật Bảo Trâm này, như ba mẹ con là Cấn Thị Thêu đấy, còn Bảo Trâm còn tôi đây còn khán thính giả đấy, chắc chắn ông không bao giờ đi được đâu. Vì chẳng qua nó chỉ có chửi láo trên mạng được thôi, chứ còn nó có ăn có học có cái gì, có bằng cấp gì để mà sang bên kia bọn nó lợi dụng. Nói ngay như sang đến Mỹ như Cú Hà Vũ đấy, có bằng nọ bằng kia, bây giờ cũng nằm im re rồi. Bảo Trâm biết không, con mẹ luật sư cái gì nhà Bùi Kim Thành ấy, Vâng. nó lúc sang nó còn oai lắm, đến lúc sau này nó như cái con điên con dồ ấy, suốt ngày đi cãi chửi nhau rồi đấy, rồi thì đi theo thang theo vớ được cái thằng Mỹ nào đấy mà bây giờ cũng mất 2 3 năm nay mất tích rồi không thấy gì, tôi theo dõi suốt đấy. Cho nên là những cái người kể cả như con nấm mốc đấy bây giờ thì có tiếng có tăm gì nữa, không có. Con Tạ Phong Tần đấy thì tiếng tăm gì, con Tạ Phong Tần nói ba Trâm mà ngày trước con Tạ Phong Tần mới lì con Minh Hằng đấy là hai con với thằng thằng Hải Điếu Cày đấy, là mấy đứa ghen nhau ở mấy cái thằng con gì đấy, cãi Đúng rồi. chửi nhau ầm ầm suốt. Thì Đúng tôi rồi. theo dõi từ cái khi nó còn ở Việt Nam cái đấy Bảo Trâm mà, cho nên là biết không, con Tạ Phong Tần mới lì con Minh Hằng là hai con chơi thất rất, rất thân nhau, xong Bùi giờ Minh là cuối cùng Hằng. là cứ ghen là tranh nhau cái thằng thằng Hải Điếu Cày ấy, Đúng rồi. con Bùi Minh Hằng ấy, cái nhau thằng Hải Điếu Cày, xong bắt đầu là tan rã, xong xong là cuối cùng là đến khi mà đi sang bên này thì con Minh Hằng nó bảo là như là bên nước Mỹ cho nó sang mà nó không sang, nhưng Đúng mà rồi. tôi nghĩ là nó không đi được chứ không phải Đúng là, rồi. ấy, vì con Minh Hằng thì nó làm sao nó có ăn có học được như con Tạ Phong Tần Chuẩn đấy, tôi luôn. nói thế là Bảo Trâm biết đó, đúng như thế Em phải chứ nói chẳng qua nó cứ là nói phét đấy. chuẩn chuẩn. Cái nhận định của chị về vấn đề này thì em tuyệt đối là ok. Tức là chị nói những đối tượng mà được tới này sẽ đi trong danh sách được đi Mỹ thì là khả năng Thái Văn Đường nếu mà không mò về Việt Nam sẽ được đi Mỹ. Bởi vì chị Hồng nhận định rất chuẩn, tức là thứ nhất là phải có bằng cấp ở giới trí thức, thằng Thái Văn Đường thì nó có bằng Rồi. thạc sĩ rồi, thứ hai là nó có kênh truyền thông, nó kênh truyền thông từ kênh YouTube mục đích là để sang đấy mà tuyên truyền chống nhà nước mình thì Mỹ nó mới cho đi. Rồi. Và thứ ba chị nhận định ấy, những cái người như người thượng ấy nói tiếng kinh không biết, văn Không hóa biết, không chưa biết thạo. thì làm sao mà được đi. Rồi chị đưa ví dụ như gia đình Cấn Thị Thêu Khó lắm. lâu mới được đi. Và chị nói một cái ví dụ rất chuẩn luôn là Hải Đấu Cày, Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng. Bộ ba này thì trong đó có Tạ Phong Tần và Bùi Minh Hằng chửi nhau như chó với mèo. Đầu tiên là thân nhau lắm, xong Đúng ghen nhau để bảo Trâm, không? xong ghen nhau xong rồi cuối con Tạ Phong Tần à, con gì nhá, con Minh Hằng nó cứ bảo là nó không thích đi. Tôi nhắn tin luôn, tôi bảo mày không bao giờ đi được vì mày bằng cấp gì, mày chỉ giỏi võ mồm mày chửi thôi, mày chửi láo thôi chứ còn mày bằng cấp gì mà mày đi được. Chuẩn Tôi rồi, vào tôi chuẩn chửi nó luôn. suốt đấy, tôi chửi nó suốt đấy. Thế thì cái chi tiết phải nói riêng cái vấn đề này chị Hồng theo dõi khá sát, chị biết được cả chi tiết là bọn nó thực ra ghen nhau vì Hải Đấu Cày. Như này này các bạn này, Rồi. tức là khi mà ở Việt Nam ấy thì chưa có vấn đề gì, nhưng mà sang bên đó thì Hải Đấu Cày và Tạ Phong Tần thì thân với nhau từ Việt Nam, bởi vì hai đứa này nó cùng trong một cái nhóm gọi là nhà báo tự do đấy đấy, blogger, và nó lập ra một cái gọi là hội, tức là cái phóng viên tự do. Thế sang bên kia ấy thì bắt đầu là Minh Hằng rất muốn là bám chân Hải Đấu Cày để được sang Mỹ, bởi vì Minh Hằng ấy đã biết là bà vợ của Hải Đấu Cày là bà Dương Thị Tân đã từng hát Sao Anh Nỡ Đành Quên, đúng không chị? Và trách Hải Đỗ Cày, Rồi. thế thì muốn bám theo sang Mỹ, nhưng mà Tạ Phong Tần thì hầu như là đều ngăn cản, và Tạ Phong Tần đã từng phát biểu công khai trên trang cá nhân là Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần không công nhận là người đấu tranh. Lý do không công nhận là người đấu tranh ở đây
là Tạ Phong Tần cho rằng là Bùi Minh Hằng là dân oan, khi mà gọi là cộng sản mà thỏa mãn cho cái sự dân oan đó, tức là không không gọi là lấy đất bồi thường nhà các thứ đấy, thì cái sự đấu tranh của Bùi Minh Hằng sẽ triệt tiêu. Còn Tạ Phong Tần cho rằng là mình là sĩ quan an ninh mà mình đấu tranh vì lý tưởng đó, nên là hai cái con mẹ này cứ chửi nhau suốt. Và chị nói đúng là Bùi Thị Minh Hằng hiện nay là trước khi đi tù lần thứ hai thì bán cà phê ôm ở Vũng Tàu đấy, sau đó thì bây giờ về thì bây giờ bán hàng trên mạng, mà nếu mà được đi Mỹ thì cô ả chắc là chắc chắn là đi Mỹ, không có chuyện là bốc phét là được đi mà không đi đâu, nên là Thì cái đấy vấn là đề nói phét chị tôi mới nhận xét nhắn là tin tôi chuẩn, mới cực chuẩn nói. luôn. Vâng. Tôi bảo mày là vé gì mà mày đi được, bằng cấp chả có, chỉ võ mồm chửi trên trên mạng hay chửi lão ấy, chứ còn mày làm gì có bằng cấp mày mới đi được. Mày còn thua xa con Tạ Phong Tần. Tôi mới kích nó là nó tức ấy. Tôi nhắn tin tôi kích nó, tôi bảo mày còn lâu mới bằng con Tạ Phong Tần, nó có ăn có học ấy, nó có bằng cấp nên nó mới đi được. Để tôi theo dõi từ những năm ý cơ, bảo chớp mạng, nhưng mà kiểu như mà ở bên này thì tôi cũng chả Vâng. có cơ hội nào mà để chia sẻ cho mọi người biết đấy, chứ còn tôi cũng hay theo dõi. Thế còn bây giờ bảo Trâm thấy đấy, tất cả bao nhiêu những người sang Mỹ đấy cũng vỡ mộng hết đấy, chứ có cái gì như vừa rồi, như thằng thằng gì nhá, thằng 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 thằng, thằng gì nhá, thằng Huy nhá, thằng gì nhá, Trương Quốc Huy ấy, Vâng. bây giờ là cũng im rồi vì vụ vừa rồi đấy bảo Trâm, cái vụ gì ba ba gì đấy mà ăn xong rồi là có kiểu như là hãng Việt Vâng. Nam Airlines gì đấy là tài trợ cho cái cuộc họp đấy, thì bây giờ bên đấy nó cũng đang tẩy chay gì làm gì, dần dần rồi cũng không có, không kiếm sống được nữa đâu. Đúng rồi, tức là Trương Quốc Huy đến dự cái bữa tiệc ba va do ông David Dương, ông này ông mời, David nhưng mà Dương mà bảo trợ chủ trì bữa tiệc đó là Vietnam Airlines. Thế Vietnam Airlines Việt Nam là một cái hãng hàng không thuộc quốc doanh, tức là thuộc nhà nước, thì Trương Quốc Huy bị tẩy chay, trong đó to mồm tẩy chay nhất ấy chính là thằng Ngô Kỳ đấy, chị hiểu không? Ngô Kỳ mới bây giờ là họ đang đang lên án mấy ông dân biểu đấy, cũng ăn ở trong cái hội đấy, vẫn thấy đang gọi nhau đi biểu tình suốt đấy gì. Vâng. À, Mấy chị ông dân biểu đấy cũng được mời đến đấy. em hỏi chị một chút này, là thế cái chỗ, từ cái chỗ mà chạy tị nạn của cái đám phản động đang lưu vong ấy đó, mà đến cái chỗ mà biểu tình hôm nay này, tức là văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc ấy, thì nó cách xa không chị? Nó cũng cách xa, nếu mà có những người mà ở đằng khu trong có khi cũng đến hàng trăm cây, hoặc là hơn trăm cây, hoặc vài chục cây thôi, nó tùy theo nó ở rải rác. Mà cái cao ủy Liên Hợp Quốc này là nó nằm ở trong thủ đô Bangkok ấy, Vâng. cho nên là anh là toàn ở ngoài rìa thủ đô thì cũng có vẻ cách vài trăm cây mới đến đấy được, chứ không phải không gần đâu. Chị ơi, thế chị có biết cái khu nhà thằng Thái Văn Đường ấy, thì từ khu nhà Thái Văn Đường mà nó lên Bangkok thì khoảng bao nhiêu cây không? Cái đấy thì tôi cũng chưa biết, để tờ mai để tôi hỏi xem là những người đây này, tôi biết có cả số nhà chỗ nó ở cái khu đấy là như thế nào là tôi cũng chưa được hỏi, để mai tôi hỏi những người ở đây xem là từ đấy đến cái chỗ đấy là cũng bao nhiêu cây, như chắc chắn phải vài trăm cây chứ không phải là nó không, bọn đấy không ở được thành phố đâu. À, cái tức là khu nó ở đấy là cái khu nó ở đấy là Bảo Trâm nhìn thấy gì, Bảo Trâm nhìn thấy không, cái khu thằng ấy nó ở đấy mà lúc mà nó đi cái xe máy đi ra cái dưỡng cuối cùng đấy là nó cũng ở trong rìa, trong ngoài rìa thành phố, chứ không phải là ở trong thành phố, vì vì đất nó vẫn rộng, cây cối nó vẫn vẫn nhiều, là nó phải ở ngoài rìa chứ không thể ở gần đâu, không không có, không có ở gần đâu, nó vẫn phải ở tỉnh khác chứ không phải là ngoài rìa Bangkok, mà ngoài rìa Bangkok là cũng phải vài trăm cây số chứ không phải ít đâu Bảo Trâm ạ. À. vâng, tức là cái đám mà phản động lưu vong người Việt ấy sống ở bên Thái, có nghĩa là sống ngoài rìa Bangkok, mà từ cái chỗ đó đến cái chỗ biểu tình hôm nay này
cái đám đó, cái đám lưu vong người Việt ấy, được tính là vài trăm cây. Đi xa đấy Bảo Trâm mà không gần đâu, đi xa phải vài trăm cây. Thế thì chị có biết chúng đi bằng phương tiện gì đến cái chỗ biểu tình không? Ở đấy thì đi thì đến đấy thì nó có xe túc túc đấy Bảo Trâm, đi xe túc túc, nó có cái xe xe túc túc như xe lam ở bên mình nhưng mà cái hàng xe to đấy thì nó vẫn ngồi được vài chục người một xe. Ở đấy thì ở bên này thì đi xe thì nó dễ lắm. Đi xe là đi xe túc túc mà nó dễ mà mất không hết nhiều tiền đâu. Thế chị ơi, bên Thái biểu tình như thế thì có phải xin phép cảnh sát Thái không? Hay là cứ đứng ở cái trước cửa cao ủy Liên Hợp Quốc biểu tình? Không, ở đây thì nó không 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 phải 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 đi xin phép như ở các nước khác hay là như bên mình thì chả biết có phải xin phép không, như ở bên này là anh biểu tình thì anh cứ biểu tình thôi. Biểu tình ôn hòa thì được, nếu mà anh xảy ra cái gì đấy thì công an là nó cũng bắt luôn. Chị ơi, hình như là cái hình ảnh biểu tình hôm nay của đám phản động bên đó, biểu tình về cái vụ Thái Văn Đường ấy, thì chị thấy là đa số là người kinh à, hay là người thượng, hay là người ở khu vực miền Tây hả chị? Là người Bắc hay người Nếu miền Tây hay người nếu thượng? nếu mà tôi đoán không nhầm nhá, là cái bọn này là một là miền Tây này, hai là miền kiểu như Gia Lai Đắk Lắk này, Đúng rồi. rồi thì người thượng này, thì Bảo Trâm nhìn thấy có mặt ai sáng sủa đâu, chả biết Bảo Trâm xem chưa, như tôi xem rồi không nhìn thấy có mặt mặt thằng con nào sáng sủa, có mấy đứa con gái là nó bịt khẩu trang ấy thì là nhìn thấy nó ăn mặc thì đấy tí thôi, chứ còn nhiều những cái người đàn ông là tôi nhìn thấy mặt đần thối ra như người người dân tộc ấy, người người dân tộc thượng hoặc là người trong miền Tây ấy, người đen đen ở đấy. Chị ơi, thế thì cái đám mà nó đang lưu vong ở Thái, ở trong trại đấy gọi là trại tị nạn đúng không chị? Thì nó có được đi ra phố sinh hoạt mọi cái tự do như bình thường không? Nói chung là đi thì vẫn đi được chứ không phải là nó giam giữ mình suốt ở trong nhà. Có nghĩa là ví dụ như nếu mà anh đi ra ngoài anh làm ấy, làm mà mình không có hộ chiếu ấy, thì cũng ít người thuê. Ít người thuê, ví dụ ít người thuê mới hai nữa là nếu mà nó đi làm thì cứ ở yên bình thường thì không sao, nhưng mà đến lúc mà xảy ra cái chuyện gì thì nó cũng bắt hết cả nút luôn. Mà thường là những cái khu ở trong ấy là nó vẫn đi 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 kiểm tra liên tục đấy Bảo Trâm ạ. Chứ không phải là nó để cho ở tự do thoải mái như thế đâu. Thế còn bình thường này thì đi chợ hay đi đâu thì nó cũng vẫn cứ đi. Thế nhưng mà đi làm để tự do như 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 bọn tôi thì cũng khó. Ở ngoài này kể cả nhiều đứa nó không có giấy tờ mà nó vẫn đi làm tự do được. Thế nhưng mà cái không có giấy tờ của những cái người ở bên mình này nó khác. Còn không có cái giấy tờ của cái bọn tị nạn nó lại khác. Vâng, tức là vẫn có thể là được coi như là ra ngoài nhưng mà không được tự do như là người dân mình. Không được tự do. Chị ơi, thấy trường hợp mà ở bên Thái thì thường là nước thứ ba nào người ta cho sang định cư trong các quốc gia Nếu mà mà gọi là các quốc đồng ý gia ấy. thì nếu mà các quốc gia để sang định cư thì đa số là chỉ có Mỹ mới lại Canada. À thế ạ. Úc, Úc thì cũng có nhưng mà ít lắm. Từ trước đến nay là không biết là có thấy bà có một vài người là được đi thôi. Nói chung là ở bên này là cái dân người bên Thái bên này là họ ghét vô cùng cái bọn phản động đấy. Hôm qua hôm kia tôi đi chơi Tết té nước là tôi có mà tôi để tôi đang tìm hiểu là một người này, nhưng mà người ta nói là dân người Việt kiều của mình ở cái tỉnh Nakhon này này, cái thằng đấy nó cũng làm YouTube nó chửi Việt Nam vô cùng luôn đấy. Mà hôm tôi đi Tết té nước thì tôi ra ngồi uống bia uống rượu với họ đấy thì họ nói như thế, nhưng mà tôi lại chưa xin nick để tôi xem là cái YouTube của nó như thế nào, tôi chưa được xem. Mà họ ở ngoài tỉnh ngoài này này bây giờ nó đi ở cái tỉnh khác rồi, nó không ở tỉnh này đâu. Nếu mà ở tỉnh ngoài này mà nó mà về là dân ở đây nó cũng đập chết, nhiều người ghét lắm, nhiều người bảo là nó cứ lên lên YouTube nó chửi suốt cả Việt Nam mình đấy, mà người Việt kiều bên này đấy thì là thấy các chú các bác thì cứ bảo là
Bây giờ cứ nó mà về đây là ở dân ở ngoài này đập cho chết, nhưng mà hôm nào để tôi rảnh rảnh để tôi đi tôi hỏi xem là cái YouTube của nó như thế nào để tôi coi. Tức là khu của chị thì toàn người Việt yêu nước thôi, đúng không? Toàn người Việt yêu nước ấy. Lúc nào tôi gửi cho Bảo Trâm xem một người Thái ấy, mà họ hát tiếng Thái, họ treo luôn cả ảnh Bác Hồ luôn. Luôn ở ở nhà họ đấy, họ hát luôn ở nhà mà có ảnh Bác Hồ to tướng ấy. Hát tiếng Thái đấy. Họ gửi lại cho tôi coi đấy. Họ yêu nước lắm, ở đây là họ yêu nước lắm. Chứ không phải không đâu, đa số là đến nói thật Bảo Trâm này là sắp đến 19 tháng 5 rồi. 19 tháng 5 thì vôi vu cùng luôn ạ, vui lắm. Họ là ngày sinh nhật Bác Hồ đấy, họ ăn ở Vâng. trên hội trường ngay cạnh nhà gần nhà tôi đây này. Có một cái hội trường to là đủ các nơi Việt Nam mình cũng sang đông, nguyên năm nào cũng sang. Chỉ có 2 năm Covid không có thôi. Không có người sang như năm nay là hết Covid rồi, tháng 5 năm nay. Vui lắm Bảo Trâm mà hôm nào tôi lên tôi quay tôi chụp ảnh tôi gửi cho coi. Dạ vâng. Họ hát họ ấy họ hát vui lắm. Ngày 19 tháng 5 ấy. Tức là ngày Ngày sinh nhật Bác mà Hồ. sinh nhật bác con Việt kiều bên đó tổ chức ăn uống linh đình và chúc mừng và hát hò vui vẻ. Đó, thì tuyệt vời quá. Chị mà quay được gửi cho em xin các video đó thì tuyệt vời lắm. Vâng. Năm nào tôi cũng quay mà ở trên hội trường này ăn hàng hàng vài trăm mâm ấy cỗ ấy đi Bảo Trâm. Ví dụ như thế là ngày 19 tháng 5 này này họ đến ăn, như ví dụ như bọn tôi đi ăn đấy, bọn tôi lên ăn thì cũng mỗi người đóng góp, tôi đi đám nào đi đến chỗ nào tôi cũng đóng góp, kể cả trên hội trường ngày 19 tháng 5 hay là những cái ngày gì của bên Việt Nam mình tổ chức là bên này họ tổ chức còn vui còn linh đình hơn cả bên Việt Nam ấy. Họ ăn đủ các món ăn của Việt Nam mà họ vui lắm, họ hát hò toàn tiếng Việt hết. Toàn tiếng Việt hết mà ăn uống là cứ mỗi người đến thì người ta cũng cứ đưa cho 200 300 đấy, là họ ghi vào trong danh sách xong là một ngày hôm đấy là thu được mở 1 xẻn 2 xẻn vài 300.000 tiền Thái là họ công bố lên luôn. Thế còn những nhà giàu á người ta cho nhiều lắm Bảo Trâm, mà có nhà cho hàng 100.000 200.000 bạc Thái đấy, hàng hơn 100 triệu tiền Việt đấy, rồi người 5.000 10.000 là có hết. Ai đến cũng phải 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 có tiền đấy mà ăn cứ vài vài trăm mâm á, ở đây nhá Bangkok cũng ra rồi, rồi Udon rồi Mục Đa Hán rồi Ubon các tỉnh xa họ về từ ngày hôm trước ấy, họ ăn vui lắm. Cái hôm mà Khánh Thành chỗ nhà tưởng niệm Bác Hồ để Bảo Trâm biết ông ăn mấy ngày liền ấy, họ ăn ăn mà đây là họ không nấu đâu, là có đặt cỗ bàn hết, có người nấu, người ta mang chở xe ô tô vào tận nơi. Vâng. Năm nay là vui lắm đấy. Thế ngoài kênh của Thái Văn Đường xuyên tạc của quốc gia thì bên Thái
Vâng, đúng không ạ? Thế thì thưa chị là như này, Thái Văn Đường, thế thì ở bên đó có cả Lê Mỹ Hạnh, thế chị có biết nguồn gốc gì mà Lê Mỹ Hạnh đầu tiên rất thân với Thái Văn Đường mà bây giờ bọn chúng lại chửi nhau? Thế chị có biết thông tin là khi mà Thái Văn Đường nghe tin bị nhập kho ở Việt Nam thì Lê Mỹ Hạnh rất vui mừng không? Bọn nó vui đấy, Vâng. nói thật Bảo Trâm Vì này này sao nó là vui vì này ạ? này, còn còn Lê Mỹ Hạnh với Thái Văn Đường này này là nó nói chung là nó cũng cứ ganh nhau từng cái miếng ăn thôi, đứa Vâng. hơn đứa kém. Nói thật Bảo Trâm là vì thằng Thái Văn Đường là nó có kênh riêng của Vâng. nó có kênh riêng của nó, cho nên là nó có tiền hơn con Lê Mỹ Hạnh kia. Lê Mỹ Hạnh sang đấy thì nói thật chỉ lê la rồi thì đi theo bám theo mấy cái thằng đàn ông ở đấy thôi, Đúng nói rồi, thật như thế. đúng chuẩn Cho chuẩn. nên là hai hai cái đứa này nó ghét nhau cực kỳ luôn, nó ghét nhau lắm Bảo Trâm ạ. Cho nên là khi nó biết thằng Thái Văn Đường này mà về Việt Nam bị bắt là nó vui mừng đấy, nó vui mừng, nó mừng vô cùng luôn. Nhưng mà Vâng. con Lê Mỹ Hạnh đấy chẳng qua sang đây bây giờ chỉ đi lê la theo cái bọn đàn ông thôi, nói thật mới Bảo Trâm như vậy đấy. Cái con Lê Mỹ Hạnh á Vâng. tôi cũng ghét vô cùng đấy. Em thấy hình ảnh Lê Mỹ Hạnh ấy xuất hiện ở trên không gian mạng ấy, thường là kiểu mặc quần áo hở hang này, rồi viết các Rồi. tút như kiểu là thả thính ấy. Ví dụ như là áo hở lửa vai này, xong bắt đầu để bên cạnh cái điếu thuốc rồi cái rượu vang, kêu là buồn cô đơn rồi mình cần một bờ vai nọ kia đấy, cái kiểu viết như vậy mà ở Việt Nam người ta gọi là thả thính, nên là em cũng không bất ngờ lắm khi Đấy nhá, chị. bây giờ Vâng. tôi nói cho Bảo Trâm mấy khán thính giả nghe này này. Nếu ở đất nước Việt Nam mình là nó khác. Còn nếu mà con Lê Mỹ Hạnh sang đây mà để ve vãn được một thằng Thái là hơi khó. Tôi thật Đó. Bảo Trâm đấy. Ở riêng ở bên này nhá mà có những nhà mà ba bốn người con gái họ cũng không lấy chồng. Mà con trai cũng vậy thôi. Ở bên Việt Nam mình còn nói thật Bảo Trâm này này. Là còn đến để tán nhau, còn anh yêu em hay ngọt nhạt với nhau như riêng bên Thái này không bao giờ có thế. Cho nên là con Lê Mỹ Hạnh sang đây để mà kiếm được một thằng Thái là cũng hơi khó. Chẳng qua là chỉ có là ve vãn mấy mấy cái thằng mà tị nạn với nhau ở đấy thôi. Chứ còn để đi kiếm được một người đàn ông Thái Lan này hơi khó đấy. Bởi vì này này, nếu mà những cái người mà nó có quyền cao chức trọng á, thì không bao giờ nó ngỏ gì để nhìn đến những cái người Việt Nam mình. Nói Vâng. rõ như thế. Thế còn những cái người mà người con trai Thái bên này họ không có một tí quyền gì đâu. Nói thật như thế, không có quyền đâu. Tất cả là nắm quyền là ở như người con gái hết. Cho nên là nếu mà có đi theo cái cánh đàn ông ở bên Thái Lan này thì cũng chỉ có theo công thôi. Cũng không có cái gì mà theo khó lắm. Nói thật Bảo Trâm theo khó. Cho nên là chỉ có ve vãn được mấy cái thằng mà đi tị nạn với nhau ở đấy thôi. Cho nên là tại sao là nó cứ lên cái clip của nó lên đấy là lúc nào nó ăn mặc sexy đấy Bảo Trâm, ăn mặc hở Vâng. hang đấy. Đấy, để kiểu như cái dạng tìm trai ấy. Vâng. Vâng. Thế thì tức là Lê Mỹ Hạnh ấy là hiện nay đang hả hê. Thế thì Lê Mỹ Hạnh ấy là theo phe của bên nào ở trong cái đám mà bọn chúng đang cãi nhau, chị? Nó thì nó cũng chả đi theo ở bên nào đâu. Con ấy thì nó cũng chả theo ai cả. Tôi thì tôi cũng không biết là nó thân với ai không, như tôi chỉ biết là nó với thằng Thái Văn Đường này hai đứa là thù ghét nhau. Thế còn bây giờ tôi nói này này, bây giờ đi để mà để chống cộng mà để đi nước thứ ba đấy thì ngay như thằng thằng huy chương đoàn đấy, đoàn huy chương đấy. Mới có thế thôi mà đã Rồi. lên trên đài ở trên kia nói rồi, phải đi nhanh không có sợ rồi nay mai cộng sản, hay là cái thằng gì mà thằng Lê 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 Văn Thương à. Bà Trâm đến bây giờ mình mới biết là thằng Lê Văn Thương là cũng bị truy nã của Việt Nam trong sang chống cộng ở bên đấy phải không? Nếu mà thương nó người miền Tây ấy. Đấy, người miền Tây đấy Còn cái miền Tây, mà Lê Văn Thương. nó lên clip nó cũng bảo là bây giờ
phải ngăn chặn ngay, không có bây giờ ở bên phía bên Việt Nam sang bắt thì bây giờ những người còn ở lại thì sống như nào? Thế tôi bảo là đấy, đi chống cộng mới có thế thôi mà đã hốt rồi thì làm nào được. Tức Đã chống là cộng thì phải anh hùng đi chị. trước cái thông tin Thái Văn Đường bị nhập kho là bọn chúng bắt đầu là bọn phản động bên đó bắt đầu là Ôi sợ rồi, sợ đúng không ạ, lo sợ. nó rung lắc cả cái khu Bangkok ấy đi Bảo Trâm ạ, à. Thế Rung lắc hết cái khu trong ấy rồi. bọn phản đầu bây giờ sợ bắt đầu là cái việc mà thể hiện cái sự sợ sệt ấy là bằng một cái hành động là hôm nay bọn chúng tổ chức biểu tình đúng không chị, biểu tình Rồi. tập trung trước cái văn phòng của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đó, là cái điều đó thể hiện là chúng đang sợ, đang lo sợ. Thế chị Hôm nay ơi, tôi xem cái khu cái bọn nó biểu tình đấy thì tôi có nghe được một một cái thằng đàn ông thì không biết nó nói tiếng gì mà tiếng Việt Nam mình thì cũng không phải, mà để mai lúc nào tôi rảnh là tôi phải nghe lại rõ ràng, tiếng Thái thì cũng không phải, tiếng Anh thì cũng không phải, mà không biết là nói tiếng dân tộc hay tiếng gì không biết. Cái bọn biểu tình ấy là có một thằng đàn ông là nó nói không biết tiếng gì, mà tôi theo dõi thì không phải tiếng Thái mà cũng không phải tiếng Việt Nam mình mà không phải tiếng Anh, thì không biết là nó nói cái tiếng gì, mà mai để rồi tôi có thời gian tôi xem kỹ lại xem như nào. Chứ là cái đám đó ở chị ơi, theo như chị tổng cái người Việt Nam mà chị tròn niềm tin khoảng bao nhiêu người, sai người giờ này ai chắc nó khóc phải mấy nghìn người đấy Bảo Trâm ạ. tổng từ trước đến nay. Nhưng mà cái đám ấy mà gọi là tị nạn cộng sản ấy, dưới danh nghĩa là tị nạn cộng sản ấy, thì tức là chị có biết được con số mà ấy không, mà gọi là chính xác không? Biết là cái con số mà để như là họ duyệt để mà họ họ duyệt cho đi là bây giờ có 800 người. 800 người là bây giờ là họ đã cho kiểu như là họ có danh sách để cho đi sang nước thứ ba rồi đấy. Nhưng mà từ nhiều năm nay rồi, 800.000 đấy là từ nhiều năm nay rồi. Thì Tồn đã động mấy người đi được. Đấy là bây giờ nó còn tồn đọng đấy. tức là tồn động nhiều năm nay là khoảng 800 đứa trong danh sách, Khoảng 800 đứa trong danh sách tức là được cái diện mà để xem xét để để xem xét đấy. sang sang nước thứ ba. Sang nước thứ ba là tôi biết chính xác là có 800 người. Tồn đọng nhiều năm rồi mà bây giờ vẫn còn khoảng Nhiều năm. khoảng khoảng 800. Thế thì xếp hàng còn tướt. Thế thì như chị, Còn lâu. theo chị thì cái tiêu chí nào mà cái bọn phản động ấy nó lưu vong ấy, nó được đi trước? Cái tiêu chí nào mà cái đối tượng nào có đủ tiêu chí gì thì được ưu tiên đi trước ạ? Ví dụ nha, nếu mà để nói mà tiêu chí ấy, thì trong cái 800 người ấy, thì nếu như cái thằng Thái Văn Đường này khả năng nếu nó còn ở bên này thì nó không mò về Việt Nam, nó ở bên này thì khả năng là nó cũng sẽ được đi trước, là vì nơi này nó có học, nó có bằng cấp hoặc nó có Đúng tiếng nói thì còn được đấy Bác Trâm ạ. À. Đấy là những cái tiêu chí của ở bên Mỹ là nó duyệt, là phải duyệt những cái bọn đấy. Như nói thật Bảo Trâm này, như ba mẹ con là Cấn Thị Thêu đấy, còn Bảo Trâm còn tôi đây còn khán thính giả đấy, chắc chắn nó không bao giờ đi được đâu, vì chẳng rồi. qua nó chỉ có chửi láo trên mạng được thôi, chứ còn nó có ăn có học có cái gì, có bằng cấp gì để mà sang bên kia bọn nó lợi dụng. Nói ngay như sang đến Mỹ như Cù Huy Hà Vũ đấy, có bằng nọ bằng kia bây giờ cũng nằm im re rồi. Bảo Trâm biết không, con mẹ luật sư cái gì nhà Bùi Kim Thành ấy, Vâng. nó lúc sang nó còn oai lắm, đến lúc sau này nó như cái con điên con dồ ấy, suốt ngày đi cãi chửi nhau rồi đấy, rồi thì đi theo thang theo vớ được cái thằng Mỹ nào đấy mà bây giờ cũng mất 2-3 năm nay mất tích rồi không thấy gì, tôi theo dõi suốt đấy. Cho nên là những cái người kể cả như con nấm mốc đấy bây giờ thì có tiếng có tăm gì nữa, không có. Con Tạ Phong Tần đấy thì tiếng tăm gì, con Tạ Phong Tần nói Bác Trâm mà ngày trước con Tạ Phong Tần mới lì con Minh Hằng đấy là hai con với thằng thằng Hải Điếu Cày đấy là mấy đứa ghét nhau ở mấy cái thằng con gì đấy,
cãi chửi nhau ầm ầm suốt, thì Đúng tôi rồi. theo dõi từ cái khi nó còn ở Việt Nam cái đấy Bảo Trâm mà. Cho nên là biết không, con Tạ Phong Tần với lại con Minh Hằng là hai con chơi thất rất, rất thân nhau, xong giờ Bùi là Thị cuối Minh cùng Hằng. là cứ ghen là tranh nhau cái thằng thằng Hải Điếu Cày ấy, Đúng rồi. con Bùi Minh Hằng ấy, tranh nhau thằng Hải Điếu Cày, xong bắt đầu là tan rã, xong xong là cuối cùng là đến khi mà đi sang bên này thì con Minh Hằng nó bảo là như là bên nước Mỹ cho nó sang mà nó không sang. Nhưng Đúng mà rồi. tôi nghĩ là nó không đi được chứ không phải Đúng là, rồi. ấy. Vì con Minh Hằng thì nó làm sao nó có ăn có học được như con Tạ Phong Tần. Chuẩn Đấy tôi luôn. nói thế là Bảo Trâm biết đó, đúng như thế. Em phải Chứ nói chẳng qua nó cứ là nói phét thôi. chuẩn chuẩn cái nhận định của chị về vấn đề này thì em tuyệt đối là ok. Tức là chị nói những đối tượng mà đợt tới này sẽ đi trong danh sách được đi Mỹ thì là khả năng Thái Văn Đường nếu mà không mò về Việt Nam sẽ được đi Mỹ, bởi vì chị Hồng nhận định rất chuẩn. Tức là thứ nhất là phải có bằng cấp tức là giới trí thức. Thằng Thái Văn Đường thì nó có bằng Rồi. thạc sĩ rồi. Thứ hai là nó có kênh truyền thông. Nó kênh truyền thông từ kênh YouTube mục đích là để sang đấy mà tuyên truyền chống nhà nước mình thì Mỹ nó mới cho đi. Rồi. Và thứ ba chị nhận định ấy, những cái người như người thượng ấy nói tiếng kinh không biết, văn Không hóa biết, không chưa biết thạo. thì làm sao mà được đi. Rồi chị đưa ví dụ như gia đình Cấn Huệ Thêu Khó lắm. lâu mới được đi. Và chị nói một cái ví dụ rất chuẩn luôn là Hải Đấu Cày, Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng. Bộ ba này thì trong đó có Tạ Phong Tần và Bùi Minh Hằng chửi nhau như chó với mèo. Đầu tiên là thân nhau lắm, xong Đúng ghen nhau để Bảo Trâm, không? xong ghen nhau xong rồi cuối con Tạ Phong Tần à, con gì nhá, con Minh Hằng nó cứ bảo là nó không thích đi. Tôi nhắn tin luôn, tôi bảo mày không bao giờ đi được vì mày bằng cấp gì, mày chỉ giỏi võ mồm mày chửi thôi, mày chửi láo thôi chứ còn mày bằng cấp gì mà mày đi được. Chuẩn Tôi rồi, vào tôi chuẩn chửi nó luôn. suốt đấy, tôi chửi nó suốt đấy. Thế thì cái chi tiết phải nói riêng cái vấn đề này chị Hồng theo dõi khá sát, chị biết được cả chi tiết là bọn nó thực ra ghen nhau vì Hải Đấu Cày. Như này này các bạn này, Rồi. tức là khi mà ở Việt Nam ấy thì chưa có vấn đề gì, nhưng mà sang bên đó thì Hải Đấu Cày và Tạ Phong Tần thì thân với nhau từ Việt Nam, bởi vì hai đứa này nó cùng trong một cái nhóm gọi là nhà báo tự do đấy đấy, blogger, và nó lập ra một cái gọi là hội, tức là cái phóng viên tự do. Thế sang bên kia ấy thì bắt đầu là Minh Hằng rất muốn là bám chân Hải Đấu Cày để được sang Mỹ, bởi vì Minh Hằng ấy đã biết là bà vợ của Hải Đấu Cày là bà Dương Thị Tân đã từng hát Sao Anh Nỡ Đành Quên, đúng không chị? Và trách Hải Đấu Cày, Rồi. thế thì muốn bám theo sang Mỹ, nhưng mà Tạ Phong Tần thì hầu như là đều ngăn cản. Và Tạ Phong Tần đã từng phát biểu công khai trên trang cá nhân là Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần không công nhận là người đấu tranh. Lý do không công nhận là người đấu tranh ở đây là Tạ Phong Tần cho rằng là Bùi Minh Hằng là dân oan. Khi mà gọi là cộng sản mà thỏa mãn cho cái sự dân oan đó, tức là không không gọi là lấy đất bồi thường nhà các thứ đấy, thì cái sự đấu tranh của Bùi Minh Hằng sẽ triệt tiêu. Còn Tạ Phong Tần cho rằng là mình là sĩ quan an ninh mà mình đấu tranh vì lý tưởng đó, nên là hai cái con mẹ này cứ chửi nhau suốt. Và chị nói đúng là Bùi Thị Minh Hằng hiện nay là trước khi đi tù lần thứ hai thì bán cà phê ôm ở Vũng Tàu đấy, sau đó thì bây giờ về thì bây giờ bán hàng trên mạng. Mà nếu mà được đi Mỹ thì cô ả chắc là chắc chắn là đi Mỹ, không có chuyện là bốc phét là được đi mà không đi đâu. Nên là Thì cái vấn đấy là đề nói phét, chị tôi mới nhận nhắn xét là tin tôi chuẩn, mới cực chuẩn nói. luôn. Vâng. Tôi bảo mày là vé gì mà mày đi được, bằng cấp chả có, chỉ võ mồm chửi trên trên mạng hay chửi lão ấy, chứ còn mày làm gì có bằng cấp mày mới đi được. Mày còn thua xa con Tạ Phong Tần. Tôi mới kích nó là nó tức ấy. Tôi nhắn tin tôi kích nó, tôi bảo mày còn lâu mới bằng con Tạ Phong Tần, nó có ăn có học ấy, nó có bằng cấp nên nó mới đi được. Để tôi theo dõi từ những năm ý cơ Bảo Bảo Trâm mà, nhưng mà kiểu như mà ở bên này thì tôi cũng chả Vâng. có cơ hội nào mà để chia sẻ cho mọi người biết đấy, chứ còn tôi cũng hay theo dõi.
Thế còn bây giờ Bảo Trâm thấy đấy, tất cả bao nhiêu những người sang Mỹ đấy cũng vỡ mộng hết đi chứ có cái gì. Như vừa rồi như thằng thằng gì nhá, thằng 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 gì nhá, thằng Huy nhá, thằng gì nhá, Trương Quốc Huy ấy. Vâng. Bây giờ là cũng im rồi vì vụ vừa rồi đấy Bảo Trâm, cái vụ gì ba ba gì đấy mà ăn xong rồi là có kiểu như là hãng Việt Vâng. Nam Airlines gì, gì đấy là tài trợ cho cái cuộc họp đấy. Bây giờ bên đấy nó đang tẩy chay gì, làm gì ra, dần dần rồi cũng không có, không kiếm sống được nữa đâu. Đúng rồi, tức là Trương Quốc Huy đến dự cái bữa tiệc ba va do ông Ừ. David Dương, ông này ông mời, David nhưng mà Dương mà bảo trợ chủ trì bữa tiệc đó là Vietnam Airlines. Thế Vietnam Airlines Việt Nam là một cái hãng hàng không thuộc quốc doanh, tức là thuộc nhà nước, thì Trương Quốc Huy bị tẩy chay, trong đó to mồm tẩy chay nhất ấy chính là thằng Ngô Kỳ đấy, chị hiểu không? Ngô Kỳ mấy bây giờ là họ đang đang lên án mấy ông dân biểu đấy, cũng ăn ở trong cái hội đấy, vẫn thấy đang gọi nhau đi biểu tình suốt đấy gì. Vâng, à, Mấy chị ông lại dân biểu đấy cũng được mời đến đấy. em hỏi chị một chút này, là thế cái chỗ, từ cái chỗ mà chạy tị nạn của cái đám phản động đang lưu vong ấy đó, mà đến cái chỗ mà biểu tình hôm nay này, tức là văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc ấy, thì nó cách xa không chị? Nó cũng cách xa, nếu mà có những người mà ở đằng khu trong có khi cũng đến hàng trăm cây hoặc là hơn trăm cây hoặc vài chục cây thôi, nó tùy theo nó ở rải rác mà. Cái cao ủy Liên Hợp Quốc này là nó nằm ở trong thủ đô Bangkok ấy. Vâng. Cho nên là anh là toàn ở ngoài rìa thủ đô thì cũng có vẻ cách vài trăm cây mới đến đấy được. Chứ không phải không gần đâu. À, chị ơi, thế chị có biết cái khu nhà thằng Thái Văn Đường ấy, thì từ khu nhà Thái Văn Đường mà nó lên Bangkok thì khoảng bao nhiêu cây không? Cái đấy thì từ tôi cũng chưa biết, để từ mai để tôi hỏi xem là những người đây này, tôi biết có cả số nhà chỗ nó ở cái khu đấy là như thế nào là tôi cũng chưa được hỏi, để mai tôi hỏi những người ở đây xem là từ đấy đến cái chỗ đấy là cũng bao nhiêu cây, như chắc chắn phải vài trăm cây chứ không phải là nó không, bọn đấy không ở được thành phố đâu. À, Cái tức là khu nó ở đấy là, cái khu nó ở đấy là Bảo Trâm nhìn thấy gì, Bảo Trâm nhìn thấy không, cái khu thằng ấy nó ở đấy mà lúc mà nó đi xe cái xe máy đi ra cái dưỡng cuối cùng đấy là nó cũng ở trong rìa, trong ngoài rìa thành phố chứ không phải là ở trong thành phố, vì vì đất nó vẫn rộng, cây cối nó vẫn vẫn nhiều, là nó phải ở ngoài rìa chứ không thể ở gần đâu, không không có, không có ở gần đâu, nó vẫn phải ở tỉnh khác chứ không phải là ngoài rìa Bangkok, mà ngoài rìa Bangkok là cũng phải vài trăm cây số chứ không phải ít đâu Bảo Trâm ạ. À. vâng, tức là cái đám mà phản động lưu vong người Việt ấy sống ở bên Thái, có nghĩa là sống ngoài rìa Bangkok, mà từ cái chỗ đó đến cái chỗ biểu tình hôm nay này, cái đám đó, cái đám lưu vong người Việt ấy, biểu tình ấy là vài trăm cây. Đi xa đấy Bảo Trâm mà không À, gần đâu, đi xa à. phải vài trăm cây. Thế thì chúng, chị có biết chúng đi bằng phương tiện gì đến cái chỗ biểu tình không? Ở đấy thì đi thì đến đấy thì nó có xe túc túc đấy Bảo Trâm, đi xe túc túc, nó có cái xe xe túc túc như xe lam ở bên mình nhưng mà cái hàng xe to đấy thì nó vẫn ngồi được vài chục người một xe. Ở đấy thì ở bên này thì đi xe thì nó dễ lắm. Đi xe là đi xe túc túc mà nó dễ mà mất không hết nhiều tiền đâu. Thế chị ơi, bên Thái biểu tình như thế thì có phải xin phép cảnh sát Thái không? Hay là cứ đứng ở cái trước cửa cao ủy Liên Hợp Quốc biểu tình? Không, ở đây thì nó không 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 phải 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 đi xin phép như ở các nước khác hay là như bên mình thì chả biết có phải xin phép không, như ở bên này là anh biểu tình thì anh cứ biểu tình thôi. Biểu tình ôn hòa thì được, nếu mà anh xảy ra cái gì đấy thì công an là nó cũng bắt luôn. Chị ơi, hình như là cái hình ảnh biểu tình hôm nay của đám phản động bên đó, biểu tình về cái vụ Thái Văn Đường ấy, thì chị thấy là đa số là người kinh à, hay là người thượng, hay là người ở khu vực miền Tây hả chị? Tức là người, người Bắc hay người Nếu miền Tây, người nếu thượng? nếu mà tôi đoán không nhầm nhá, là
cái bọn này là một là miền Tây này, hai là miền kiểu như Gia Lai Đắk Lắk này, Đúng rồi. rồi thì người Thượng này, thì Bảo Trâm nhìn thấy có mắt ai sáng sủa đâu, chả biết Bảo Trâm xem chưa như tôi xem rồi, không nhìn thấy có mặt mặt thằng con nào sáng sủa, có mấy đứa con gái là nó bịt khẩu trang ấy, thì là nhìn thấy nó ăn mặc thì đấy tí thôi, chứ còn nhiều những cái người đàn ông là tôi nhìn thấy mặt đần thối ra như người người dân tộc ấy, người người dân tộc Thượng hoặc là người trong miền Tây ấy, người đen đen ở đấy. Chưa thế thì cái đám mà nó đang lưu vong ở Thái ở trong trại đấy gọi là trại tị nạn đúng không chị, thì nó có được đi ra phố sinh hoạt mọi cái tự do như bình thường không? Nói chung là đi thì vẫn đi được, chứ không phải là nó giam giữ mình suốt ở trong nhà. Có nghĩa là ví dụ như nếu mà anh đi ra ngoài anh làm ấy, làm mà mình không có hộ chiếu ấy, thì cũng ít người thuê. Ít người thuê mới hai nữa là nếu mà nó đi làm thì cứ ở yên bình thường thì không sao. Nhưng mà đến lúc mà xảy ra cái chuyện gì thì nó cũng bắt hết cả nút luôn. Mà thường là những cái khu ở trong ấy là nó vẫn đi 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 kiểm tra liên tục đấy Bảo Trâm ạ. Chứ không phải là nó để cho ở tự do thoải mái như thế đâu. Thế còn bình thường này thì đi chợ hay đi đâu thì nó cũng vẫn cứ đi. Thế nhưng mà đi làm để tự do như 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 bọn tôi thì cũng khó. Ở ngoài này kể cả nhiều đứa nó không có giấy tờ mà nó vẫn đi làm tự do được. Thế nhưng mà cái không có giấy tờ của những cái người ở bên mình này nó khác. Còn không có cái giấy tờ của cái bọn tị nạn nó lại khác. Vâng, tức là vẫn có thể là được coi như là ra ngoài nhưng mà không được tự do như là người dân mình. Không được tự do. Chị ơi, thấy trường hợp mà ở bên Thái thì thường là nước thứ ba nào người ta cho sang định cư trong các quốc gia Nếu mà mà gọi là các quốc đồng ý gia ấy. thì nếu mà các quốc gia để sang định cư thì đa số là chỉ có Mỹ mới lại Canada. À thế ạ. Úc, Úc thì cũng có nhưng mà ít lắm. Từ trước đến nay là không biết là có thấy bảo có một vài người là được đi thôi. Nói chung là ở bên này là cái dân người bên Thái bên này là họ ghét vô cùng cái bọn phản động đấy. Hôm qua hôm kia tôi đi chơi Tết té nước là tôi có mà tôi để tôi đang tìm hiểu là một người này, nhưng mà người ta nói là dân người Việt kiều của mình ở cái tỉnh Nakhon này này, cái thằng đấy nó cũng làm YouTube nó chửi Việt Nam vô cùng luôn đấy. Mà hôm tôi đi Tết té nước thì tôi ra ngồi uống bia uống rượu với họ đấy thì họ nói như thế, nhưng mà tôi lại chưa xin nick để tôi xem là cái YouTube của nó như thế nào, tôi chưa được xem. Mà họ ở ngoài tỉnh ngoài này này bây giờ nó đi ở cái tỉnh khác rồi, nó không ở tỉnh này đâu. Nếu mà ở tỉnh ngoài này mà nó mà về là dân ở đây nó cũng đập chết, nhiều người ghét lắm, nhiều người bảo là nó cứ lên lên YouTube nó chửi suốt cả Việt Nam mình đấy, mà À. người Việt kiều bên này đấy. Thì là thấy các chú các bác thì cứ bảo là bây giờ cứ nó mà về đây là ở dân ở ngoài này đập cho chết, nhưng mà hôm nào để tôi rảnh rảnh để tôi đi tôi hỏi xem là cái YouTube của nó như thế nào để tôi coi. Tức là khu của chị thì toàn người Việt yêu nước thôi, đúng không? Đàn người Việt yêu nước ấy. Lúc nào tôi gửi cho Bảo Trâm xem một người Thái ấy, mà họ hát tiếng Thái họ treo luôn cả ảnh Bác Hồ luôn. Luôn ở ở nhà họ đấy, họ hát luôn ở nhà mà có ảnh Bác Hồ to tướng ấy. Hát tiếng Thái đấy, họ gửi lại cho tôi coi đấy. Họ yêu nước lắm, ở đây là họ yêu nước lắm. Chứ không phải không đâu, đa số là đến nói thật Bảo Trâm này là sắp đến 19 tháng 5 rồi. 19 tháng 5 thì vui vô cùng luôn ạ, vui lắm. Họ là ngày sinh nhật Bác Hồ đấy, họ ăn ở Vâng. trên hội trường ngay cạnh nhà gần nhà tôi đây này, có một cái hội trường to. Là đủ các nơi Việt Nam mình cũng sang đông, nguyên năm nào cũng sang, chỉ có 2 năm Covid không có thôi, không có người sang như năm nay là hết Covid rồi, tháng 5 năm nay vui lắm Bảo Trâm mà. Hôm nào tôi lên tôi quay tôi chụp ảnh tôi gửi cho coi, Dạ vâng. họ hát họ ấy họ hát vui lắm ngày 19 tháng 5 ấy, Tức là ngày ngày sinh nhật mà Bác Hồ. sinh nhật bác con Việt kiều bên đó tổ chức ăn uống linh đình và chúc mừng và hát hò vui vẻ. Đó, thì tuyệt vời quá. Chị mà quay được gửi cho em xin các video đó thì tuyệt vời lắm. Vâng. Năm nào tôi cũng quay,
mà ở trên hội trường này ăn hàng hàng vài trăm mâm ấy cỗ ấy đi Bảo Trâm. Ví dụ như thế là ngày 19 tháng 5 này này họ đến ăn, như ví dụ như bọn tôi đi ăn đấy, bọn tôi lên ăn thì cũng mỗi người đóng góp, tôi đi đám nào đi đến chỗ nào tôi cũng đóng góp, kể cả trên hội trường ngày 19 tháng 5 hay là những cái ngày gì của bên Việt Nam mình tổ chức, là bên này họ tổ chức còn vui còn linh đình hơn cả bên Việt Nam ấy. Họ ăn đủ các món ăn của Việt Nam mà họ vui lắm, họ hát hò toàn tiếng Việt hết. Toàn tiếng Việt hết mà ăn uống là cứ mỗi người đến thì người ta cũng cứ đưa cho 200 300 đấy, là họ ghi vào trong danh sách, xong là một ngày hôm đấy là thu được mở 1 xẻng 2 xẻng vài 300.000 tiền Thái là họ công bố lên luôn. Thế còn những nhà giàu á, người ta cho nhiều lắm Bảo Trâm, mà có nhà cho hàng 100.000 200.000 bạc Thái đấy, hàng hơn 100 triệu tiền Việt đấy, rồi người 5.000 10.000 là có hết, ai đến cũng phải 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 có tiền đấy, mà ăn cứ vài vài trăm mâm á. Ở đây nhá, Bangkok cũng ra rồi, rồi Udon, rồi Mục Đa Hán, rồi Ubon, các tỉnh xa họ về từ ngày hôm trước ấy, họ ăn vui lắm. Cái hôm mà khánh thành chỗ nhà tưởng niệm Bác Hồ để Bảo Trâm biết ông ăn mấy ngày liền ấy, họ ăn ăn mà đây là họ không nấu đâu, là có đặt cỗ bàn hết, có người nấu, người ta mang chở xe ô tô vào tận nơi. Năm nay là vui lắm đấy. Thế ngoài kênh của Thái Văn Đường xuyên tạc của quốc gia thì bên Thái
Vâng, đúng không ạ? Thế thì theo chị là như này, Thái Văn Đường, thế thì ở bên đó có cả Lê Mỹ Hạnh, thế chị có biết nguồn gốc gì mà Lê Mỹ Hạnh đầu tiên rất thân với Thái Văn Đường mà bây giờ bọn chúng lại chửi nhau? Thế chị có biết thông tin là khi mà Thái Văn Đường nghe tin bị nhập kho ở Việt Nam thì Lê Mỹ Hạnh rất vui mừng không? Bọn nó vui đấy, Vâng. nói thật Bảo Trâm Vì này này sao là nó vui vì ạ? này này, còn còn Lê Mỹ Hạnh với Thái Văn Đường này này là nó nói chung là nó cũng cứ ganh nhau từng cái miếng ăn đây, đứa Vâng. hơn đứa kém. Nói thật Bảo Trâm là vì thằng Thái Văn Đường là nó có kênh riêng của Vâng. nó có kênh riêng của nó, cho nên là nó có tiền hơn con Lê Mỹ Hạnh kia. Lê Mỹ Hạnh sang đấy thì nói thật chỉ lê la rồi thì đi theo bám theo mấy cái thằng đàn ông ở đấy thôi, Đúng nói rồi, thật như thế. đúng chuẩn Cho chuẩn. nên là hai hai cái đứa này nó ghét nhau cực kỳ luôn, nó ghét nhau lắm Bảo Trâm ạ. Cho nên là khi nó biết thằng Thái Văn Đường này mà về Việt Nam bị bắt là nó vui mừng đấy, nó mừng vô cùng luôn. Nhưng mà Vâng. con Lê Mỹ Hạnh đấy chẳng qua sang đây bây giờ chỉ đi lê la theo cái bọn đàn ông thôi, nói thật mới Bảo Trâm như vậy đấy. Cái con Lê Mỹ Hạnh á Vâng. tôi cũng ghét vô cùng đấy. Em thấy hình ảnh Lê Mỹ Hạnh ấy xuất hiện ở trên không gian mạng ấy, thường là kiểu mặc quần áo hở hang này, rồi viết các Rồi. cái tút như kiểu là thả thính ấy. Ví dụ như là áo hở lửa vai này, xong bắt đầu để bên cạnh cái điếu thuốc rồi cái rượu vang, kêu là buồn cô đơn rồi mình cần một bờ vai nọ kia đấy, cái kiểu viết như vậy mà ở Việt Nam người ta gọi là thả thính, nên là em cũng không bất ngờ lắm khi Đây nhá, chị. bây giờ Vâng. tôi nói cho Bảo Trâm mấy khán thính giả nghe này này. Nếu ở đất nước Việt Nam mình là nó khác. Còn nếu mà con Lê Mỹ Hạnh sang đây mà để ve vãn được một thằng Thái là hơi khó. Tôi thật Oh. Bảo Trâm đấy. Ở riêng ở bên này nhá mà có những nhà và ba bốn người con gái họ cũng không lấy chồng. Mà con trai cũng vậy thôi. Ở bên Việt Nam mình còn nói thật Bảo Trâm này này. Là còn đến để tán nhau, còn anh yêu em hay ngọt nhạt với nhau như riêng bên Thái này không bao giờ có thế. Cho nên là con Lê Mỹ Hạnh sang đây để mà kiếm lấy được một thằng Thái là cũng hơi khó. Chẳng qua là chỉ có là ve vãn mấy mấy cái thằng mà tị nạn với nhau ở đấy thôi. Chứ còn để đi kiếm được một người đàn ông Thái Lan này hơi khó đấy. Bởi vì này này, nếu mà những cái người mà nó có quyền cao chức trọng á, thì không bao giờ nó ngỏ gì để nhìn đến những cái người Việt Nam mình. Nói Vâng. rõ như thế. Thế còn những cái người mà người con trai Thái bên này họ không có một tí quyền gì đâu. Nói thật như thế, không có quyền đâu. Tất cả là nắm quyền là ở như người con gái hết. Cho nên là nếu mà có đi theo cái cánh đàn ông ở bên Thái Lan này thì cũng chỉ có theo công thôi. Cũng không có cái gì mà theo khó lắm. Nói thật Bảo Trâm theo khó. Cho nên là chỉ có ve vãn được mấy cái thằng mà đi tị nạn với nhau ở đấy thôi. Cho nên là tại sao là nó cứ lên cái clip của nó lên đấy là lúc nào nó ăn mặc sexy đấy Bảo Trâm, ăn mặc hở Vâng. hang đấy. Đấy, để kiểu như cái dạng tìm trai ấy. Vâng. Vâng. Thế thì tức là Lê Mỹ Hạnh ấy là hiện nay đang hả hê. Thế thì Lê Mỹ Hạnh ấy là theo phe của bên nào ở trong cái đám mà bọn chúng đang cãi nhau, chị? Nó thì nó cũng chả đi theo ở bên nào đâu. Cái con ấy thì nó cũng chả theo ai cả. Tôi thì tôi cũng không biết là nó thân với ai không, như tôi chỉ biết là nó với thằng Thái Văn Đường này hai đứa là thù ghét nhau. Thế còn bây giờ tôi nói này này, bây giờ đi để mà để chống cộng mà để đi nước thứ ba đấy thì ngay như thằng thằng huy chương đoàn đấy, đoàn huy chương đấy. Mới có thế thôi mà đã Rồi. lên trên đài ở trên kia nói rồi, phải đi nhanh không có sợ rồi nay mai cộng sản, hay là cái thằng gì mà thằng Lê 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 Văn Thương à. Bà Trâm đến bây giờ mình mới biết là thằng Lê Văn Thương là cũng bị truy nã của Việt Nam trong sang chống cộng ở bên đấy phải không? Văn Thương nó người miền Tây ấy.
đấy, người miền Tây đấy, Còn người miền Tây, mà Lê Văn Thương. nó lên clip nó cũng bảo là bây giờ phải ngăn chặn ngay, không có bây giờ ở bên phía bên Việt Nam sang bắt thì bây giờ những người còn ở lại thì sống như nào. Thế tôi bảo là đấy, đi chống cộng mới có thế thôi mà đã hốt rồi thì làm nào được, Tức đã chống là cộng thì phải anh hùng đi chị. trước cái thông tin Thái Văn Đường bị nhập kho là bọn chúng bắt đầu là bọn phản động bên đó bắt đầu là Ôi sợ, rồi sợ đúng không ạ? Lo sợ. nó rung lắc cả cái khu Bangkok ấy đi Bảo Trâm ạ, à, Thế rung lắc hết cái khu trong ấy rồi. bọn phản đầu bây giờ sợ, bắt đầu là cái việc mà thể hiện cái sự sợ sệt ấy là bằng một cái hành động là hôm nay bọn chúng tổ chức biểu tình đúng không chị? Biểu tình Rồi. tập trung trước cái văn phòng của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đó, là cái điều đó thể hiện là chúng đang sợ, đang lo sợ. Thế chị Hôm nay ơi, tôi xem cái khu cái bọn nó biểu tình đấy thì tôi có nghe được một một cái thằng đàn ông thì không biết nó nói tiếng gì mà tiếng Việt Nam mình thì cũng không phải, mà để mai lúc nào tôi rảnh được tôi phải nghe lại rõ ràng, tiếng Thái thì cũng không phải, tiếng Anh thì cũng không phải, mà không biết là nói tiếng dân tộc hay tiếng gì không biết. Cái bọn nó biểu tình ấy là có một thằng đàn ông là nó nói không biết tiếng gì, mà tôi theo dõi thì không phải tiếng Thái mà cũng không phải tiếng Việt Nam mình mà không phải tiếng Anh thì không biết là nó nói cái tiếng gì, mà mai để tôi có thời gian tôi xem kỹ lại xem như nào. Chứ là cái đám đó chị ơi, theo như chị tổng cái người Việt Nam mà chị tròn niềm tin sai người giờ này ai chắc nó phải không mấy nghìn người đấy bà Trâm ạ. tổng từ trước đến nay, nhưng mà cái đám ấy mà gọi là tị nạn cộng sản ấy, dưới danh nghĩa là tị nạn cộng sản ấy, thì tức là chị có biết được con số mà ấy không, mà gọi là chính xác không? Biết là cái con số mà để như là họ duyệt để mà họ duyệt cho đi là bây giờ có 800 người. 800 người là bây giờ là họ đã cho kiểu như là họ có danh sách để cho đi sang nước thứ ba rồi đấy. Nhưng mà từ nhiều năm nay rồi, 800.000 đấy là từ nhiều năm nay À, rồi thì tồn đã động mấy người đi được. Đấy là bây giờ nó còn tồn đọng đấy. tức là tồn động nhiều năm nay là khoảng 800 đứa trong danh sách, Khoảng 800 đứa trong danh sách tức là được cái diện mà để xem xét để để xem xét đấy, sang sang nước thứ ba. sang nước thứ ba là tôi biết chính xác là có 800 người Tồn đọng nhiều năm rồi mà bây giờ vẫn còn khoảng nhiều năm khoảng khoảng 800. Thế xếp hàng còn tướt. Thế như chị, còn lâu. theo chị thì cái tiêu chí nào mà cái bọn phản động ấy nó lưu vong ấy, nó được đi trước? Cái tiêu chí nào mà cái đối tượng nào có đủ tiêu chí gì thì được ưu tiên đi trước ạ? Ví dụ nha, nếu mà để nói mà tiêu chí ấy, thì trong cái 800 người ấy, thì nếu như cái thằng Thái Văn Đường này khả năng nếu nó còn ở bên này thì nó không mò về Việt Nam, nó ở bên này thì khả năng là nó cũng sẽ được đi trước, là vì nơi này nó có học, nó có bằng cấp hoặc nó có Đúng tiếng nói thì còn được đấy bác Trâm ạ. À, đấy là những cái tiêu chí của ở bên Mỹ là nó duyệt, là phải duyệt những cái bọn đấy. Như nói thật Bảo Trâm này, như ba mẹ con là Cấn Thị Thêu đấy, còn Bảo Trâm còn tôi đây còn khán thính giả đấy, chắc chắn nó không bao giờ đi được đâu, vì chẳng rồi. qua nó chỉ có chửi láo trên mạng được thôi, chứ còn nó có ăn có học có cái gì, có bằng cấp gì để mà sang bên kia bọn nó lợi dụng. Nói ngay như sang đến Mỹ như Cù Huy Hà Vũ đấy, có bằng nọ bằng kia bây giờ cũng nằm im re rồi. Bảo Trâm biết không, con mẹ luật sư cái gì nhà Bùi Kim Thành nhé, Vâng. nó lúc sang nó còn oai lắm, đến lúc sau này nó như cái con điên con dồ ấy, suốt ngày đi cãi chửi nhau rồi đấy, rồi thì đi theo thang theo vớ được cái thằng Mỹ nào đấy mà bây giờ cũng mất 2-3 năm nay mất tích rồi không thấy gì, tôi theo dõi suốt ấy. Cho nên là những cái người kể cả như con nấm mốc đấy bây giờ thì có tiếng có tăm gì nữa, không có. Con Tạ Phong Tần đấy thì tiếng tăm gì.
Con Tạ Phong Tần nói bác Trâm mà ngày trước con Tạ Phong Tần với lì con Minh Hằng đấy là hai con với thằng thằng Hải Điếu Cày đấy là mấy đứa ghen nhau ở mấy cái thằng con gì đấy cãi Đúng rồi. chửi nhau ầm ầm suốt. Thì Đúng tôi rồi. theo dõi từ cái khi nó còn ở Việt Nam cái đấy Bảo Trâm mà, cho nên là biết không, con Tạ Phong Tần với lại con Minh Hằng là hai con chơi thất rất thân nhau, xong rồi Bùi là Thị cuối Minh cùng Hằng. là cứ ghen là tranh nhau cái thằng thằng Hải Điếu Cày ấy, Đúng rồi. con Bùi Minh Hằng ấy tranh nhau thằng Hải Điếu Cày, xong bắt đầu là tan rã, xong xong là cuối cùng là đến khi mà đi sang bên này thì con Minh Hằng nó bảo là như là bên nước Mỹ cho nó sang mà nó không sang, nhưng Đúng mà rồi. tôi nghĩ là nó không đi được chứ không phải Đúng là rồi. ấy, vì con Minh Hằng thì nó làm sao nó có ăn có học được như con Tạ Phong Tần Chuẩn đấy, tôi luôn. nói thế là Bảo Trâm biết đó, đúng như thế Em phải chứ nói chẳng qua nó cứ là nói phét chuẩn đấy. chuẩn cái nhận định của chị về vấn đề này thì em tuyệt đối là ok. Tức là chị nói những đối tượng mà đợt tới này sẽ đi trong danh sách được đi Mỹ thì là khả năng Thái Văn Đường nếu mà không mò về Việt Nam sẽ được đi Mỹ, bởi vì chị Hồng nhận định rất chuẩn. Tức là thứ nhất là phải có bằng cấp ở giới trí thức, thằng Thái Văn Đường thì nó có bằng Rồi. thạc sĩ rồi. Thứ hai là nó có kênh truyền thông, nó kênh truyền thông cho kênh YouTube mục đích là để sang đấy mà tuyên truyền chống nhà nước mình thì Mỹ nó mới cho đi. Rồi. Và thứ ba chị nhận định ấy, những cái người như người thượng ấy nói tiếng kinh không biết, văn Không hóa biết, không chưa biết thạo. thì làm sao mà được đi. Rồi chị đưa ví dụ như gia đình Cấn Thị Thêu Khó lâu lắm. mới được đi, và chị nói một cái ví dụ rất chuẩn luôn là Hải Đậu Cày, Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng, bộ ba này thì trong đó có Tạ Phong Tần và Bùi Minh Hằng chửi nhau như chó với mèo. Đầu tiên là thân nhau lắm, xong Đúng rồi. ghen nhau để Bảo Trâm, Vâng. xong ghen nhau xong rồi cuối con Tạ Phong Tần à, con gì nhờ, con Minh Hằng nó cứ bảo là nó không thích đi. Tôi nhắn tin luôn, tôi bảo mày không bao giờ đi được vì mày bằng cấp gì, mày chỉ giỏi võ mồm mày chửi thôi, mày chửi láo thôi chứ còn mày bằng cấp gì mà mày đi được. Chuẩn Tôi rồi. vào tôi Chuẩn chửi nó luôn. suốt đấy, tôi chửi nó suốt đấy. Thế thì cái chi tiết phải nói riêng cái vấn đề này chị Hồng theo dõi khá sát. Chị biết được cả chi tiết là bọn nó thực ra ghen nhau vì Hải Đấu Cày. Như này này các bạn này. Rồi. Tức là khi mà ở Việt Nam ấy thì chưa có vấn đề gì, nhưng mà sang bên đó thì Hải Đấu Cày và Tạ Phong Tần thì thân với nhau từ Việt Nam, bởi vì hai đứa này nó cùng trong một cái nhóm gọi là nhà báo tự do. Đấy, đấy, blogger, và nó lập ra một cái gọi là hội, tức là cái phóng viên tự do. Thế sang bên kia ấy, thì bắt đầu là Minh Hằng rất muốn là bám chân Hải Đấu Cày để được sang Mỹ. Bởi vì Minh Hằng ấy đã biết là bà vợ của Hải Đấu Cày là bà Dương Thị Tân đã từng hát Sao Anh Lỡ Đành Quên, đúng không chị? Và trách Hải Đấu Cày. Rồi. Thế thì muốn bám theo sang Mỹ, nhưng mà Tạ Phong Tần thì hầu như là đều ngăn cản, và Tạ Phong Tần đã từng phát biểu công khai trên trang cá nhân là Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần không công nhận là người đấu tranh. Lý do không công nhận là người đấu tranh ở đây là Tạ Phong Tần cho rằng là Bùi Minh Hằng là dân oan. Khi mà gọi là cộng sản mà thỏa mãn cho cái sự dân oan đó, tức là không không gọi là lấy đất bồi thường nhà các thứ đấy, thì cái sự đấu tranh của Bùi Minh Hằng sẽ triệt tiêu. Còn Tạ Phong Tần cho rằng là mình là sĩ quan an ninh mà mình đấu tranh vì lý tưởng đó, nên là hai cái con mẹ này cứ chửi nhau suốt. Và chị nói đúng là Bùi Thị Minh Hằng hiện nay là trước khi đi tù lần thứ hai thì bán cà phê ôm ở Vũng Tàu. Đấy. Sau đó thì bây giờ về thì bây giờ bán hàng trên mạng. Mà nếu mà được đi Mỹ thì cô ả chắc là chắc chắn là đi Mỹ. Không có chuyện là bốc phét là được đi mà không đi đâu. Nên là Thì cái vấn đấy là đề nói phép, chị tôi mới nhận nhắn xét là tin tôi chuẩn, mới cực chuẩn nói. luôn. Vâng. Tôi bảo mày là vé gì mà mày đi được, bằng cấp chả có, chỉ võ mồm chửi trên trên mạng chửi láo ấy, chứ còn mày làm gì có bằng cấp mày mới đi được. Mày còn thua xa con Tạ Phong Tần. Tôi mới kích nó là nó tức ấy. Tôi nhắn tin tôi kích nó, tôi bảo mày còn lâu mới bằng con Tạ Phong Tần, nó có ăn có học ấy, nó có bằng cấp nên nó mới đi được. Tôi theo dõi từ những năm ý cơ Bảo Trâm ạ, nhưng mà
kiểu như mà ở bên này thì tôi cũng chả Vâng. có cơ hội nào mà để chia sẻ cho mọi người biết đấy, chứ còn tôi cũng hay theo dõi. Thế còn bây giờ Bảo Trâm thấy đấy, tất cả bao nhiêu những người sang Mỹ đấy cũng vỡ mộng hết đấy, chứ có cái gì như vừa rồi, như thằng thằng gì nhá, thằng 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 thằng, thằng gì nhá, thằng Huy nhá, thằng gì nhá, Trương Quốc Huy ấy, Vâng. bây giờ là cũng im rồi vì vụ vừa rồi đấy Bảo Trâm, cái vụ gì ba ba gì đấy mà ăn xong rồi là có kiểu như là hãng Việt Vâng. Nam Airlines gì đấy là tài trợ cho cái cuộc họp đấy, thì bây giờ bên đấy nó đang tẩy chay gì làm gì, dần dần rồi cũng không kiếm sống được nữa đâu. Đúng rồi, tức là Trương Quốc Huy đến dự cái bữa tiệc của Ba Va do ông Ừ. David Dương, ông này ông mời, David nhưng mà Dương mà bảo trợ chủ trì bữa tiệc đó là Vietnam Airlines. Thế Vietnam Airlines Vietnam là một cái hãng hàng không thuộc quốc doanh, tức là thuộc nhà nước, thì Trương Quốc Huy bị tẩy chay, trong đó to mồm tẩy chay nhất ấy chính là thằng Ngô Kỳ đấy, chị Hồng. Ngô Kỳ mới bây giờ là họ đang đang lên án mấy ông dân biểu đấy, cũng ăn ở trong cái hội đấy, vẫn thấy đang gọi nhau đi biểu tình suốt đấy gì. Vâng. À, Mấy chị ông dân biểu đấy cũng được mời đến đấy. em hỏi chị một chút này, là thế cái chỗ, từ cái chỗ mà chạy tị nạn của cái đám phản động đang lưu vong ấy đó, mà đến cái chỗ mà biểu tình hôm nay này, tức là văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc ấy, thì nó cách xa không chị? Nó cũng cách xa, nếu mà có những người mà ở đằng khu trong có khi cũng đến hàng trăm cây, hoặc là hơn trăm cây, hoặc vài chục cây thôi, nó tùy theo, nó ở rải rác mà. Cái cao ủy Liên Hợp Quốc này là nó nằm ở trong thủ đô Bangkok ấy. Vâng. Cho nên là anh là toàn ở ngoài rìa thủ đô thì cũng có vẻ cách vài trăm cây mới đến đấy được. Chứ không phải không gần đâu. Chị ơi, thế chị có biết cái khu nhà thằng Thái Văn Đường ấy, thì từ khu nhà Thái Văn Đường mà nó lên Bangkok thì khoảng bao nhiêu cây không? Cái đấy thì từ tôi cũng chưa biết, để từ mai để tôi hỏi xem là những người đây này, tôi biết có cả số nhà, chỗ nó ở cái khu đấy là như thế nào là tôi cũng chưa được hỏi. Để mai tôi hỏi những người ở đây xem là từ đấy đến cái chỗ đấy là cũng bao nhiêu cây, như chắc chắn phải vài trăm cây. Chứ không phải là nó không, bọn đấy không ở được thành phố đâu. À, Cái tức là khu nó ở đấy là, cái khu nó ở đấy là Bảo Trâm nhìn thấy gì? Bảo Trâm nhìn thấy không? Cái khu thằng ấy nó ở đấy mà lúc mà nó đi cái xe máy đi ra cái dưỡng cuối cùng đấy là nó cũng ở trong rìa, trong ngoài rìa thành phố, chứ không phải là ở trong thành phố, vì vì đất nó vẫn rộng, cây cối nó vẫn vẫn nhiều, là nó phải ở ngoài rìa chứ không thể ở gần đâu, không có gần đâu, nó vẫn phải ở tỉnh khác chứ không phải là ngoài rìa Bangkok, mà ngoài rìa Bangkok là cũng phải vài trăm cây số chứ không phải ít đâu Bảo Trâm ạ. À. vâng, tức là cái đám mà phản động lưu vong người Việt ấy sống ở bên Thái, có nghĩa là sống ngoài rìa Bangkok, mà từ cái chỗ đó đến cái chỗ biểu tình hôm nay này, cái đám đó, cái đám lưu vong người Việt ấy biểu tình ấy là vài trăm cây. Đi xa đấy Bảo Trâm mà không À, gần đâu, đi xa à. phải vài trăm cây. Thế thì chúng, chị có biết chúng đi bằng phương tiện gì đến cái chỗ biểu tình không? Ở đấy thì đi thì đến đấy thì nó có xe túc túc đấy Bảo Trâm, đi xe túc túc, nó có cái xe xe túc túc như xe lam ở bên mình, nhưng mà cái hàng xe to đấy thì nó vẫn ngồi được vài chục người một xe. Ở đấy thì ở bên này thì đi xe thì nó dễ lắm. Đi xe là đi xe túc túc mà nó dễ, mà mất không hết nhiều tiền đâu. Vâng. Thế chị ơi, bên Thái biểu tình như thế thì có phải xin phép cảnh sát Thái không? Hay cứ đứng ở cái trước cửa cao ủy Liên Hợp Quốc biểu tình? Không, ở đây thì nó không 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 phải 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 đi xin phép như ở các nước khác, hay là như bên mình thì chả biết có phải xin phép không. Như ở bên này là anh biểu tình thì anh cứ biểu tình thôi. Biểu tình ôn hòa thì được, nếu mà anh xảy ra cái gì đấy thì công an là nó cũng bắt luôn. Chị ơi, hình như là cái hình ảnh biểu tình hôm nay của đám phản động bên đó, biểu tình về cái vụ Thái Văn Đường ấy, thì chị thấy là đa số là người kinh à, hay là người thượng, hay là người
ở khu vực miền Tây hả chị? Ta người 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 Bắc hay người Nếu miền Tây người nếu nếu thượng? mà tôi đoán không nhầm nhá, là cái bọn này là một là miền Tây này, hai là miền kiểu như Gia Lai, Đắk Lắk này, rồi thì người Thượng này, thì Bảo Trâm nhìn thấy có mắt ai sáng sủa đâu, chả biết Bảo Trâm xem chưa, như tôi xem rồi không nhìn thấy có mặt mặt thằng con nào sáng sủa, có mấy đứa con gái là nó bịt khẩu trang ấy, thì là nhìn thấy nó ăn mặc thì đấy tí thôi, chứ còn nhiều những cái người đàn ông là tôi nhìn thấy mặt đần thối ra, như người người dân tộc ấy, người người dân tộc Thượng hoặc là người trong miền Tây ấy, người đen đen ra đấy. Chưa thế thì cái đám mà nó đang lưu vong ở Thái ở trong trại đấy gọi là trại tị nạn đúng không chị, thì nó có được đi ra phố sinh hoạt mọi cái tự do như bình thường không? Nói chung là đi thì vẫn đi được, chứ không phải là nó giam giữ mình suốt ở trong nhà. Có nghĩa là ví dụ như nếu mà anh đi ra ngoài anh làm ấy, làm mà mình không có hộ chiếu ấy, thì cũng ít người thuê. Ví dụ ít người thuê, mới hai nữa là nếu mà nó đi làm thì cứ ở yên bình thường thì không sao. Nhưng mà đến lúc mà xảy ra cái chuyện gì thì nó cũng bắt hết cả nút luôn. Mà thường là những cái khu ở trong ấy là nó vẫn đi 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 kiểm tra liên tục đấy Bảo Trâm ạ. À. Chứ không phải là nó để cho ở tự do thoải mái như thế đâu. Thế còn bình thường này thì đi chợ hay đi đâu thì nó cũng vẫn cứ đi. Thế nhưng mà đi làm để tự do như 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 bọn tôi thì cũng khó. Ở ngoài này kể cả nhiều đứa nó không có giấy tờ mà nó vẫn đi làm tự do được. Thế nhưng mà cái không có giấy tờ của những cái người ở bên mình này nó khác. Còn không có cái giấy tờ của cái bọn tị nạn nó lại khác. Vâng, tức là vẫn có thể là được coi như là ra ngoài nhưng mà không được tự do như là người dân mình. Không được tự do. Chị ơi, thấy trường hợp mà ở bên Thái thì thường là nước thứ ba nào người ta cho sang định cư trong các quốc gia Nếu mà mà gọi là các quốc đồng ý gia ấy? thì nếu mà các quốc gia để sang định cư thì đa số là chỉ có Mỹ mới lại Canada. À thế ạ. Úc Úc thì cũng có nhưng mà ít lắm. Từ trước đến nay là không biết là có thấy bà có một vài người là được đi thôi. Nói chung là ở bên này là cái dân người bên Thái bên này là họ ghét vô cùng cái bọn phản động đấy. Hôm hôm qua hôm kia tôi đi chơi Tết té nước là tôi có mà tôi để tôi đang tìm hiểu là một người này, nhưng mà người ta nói là dân người Việt kiều của mình ở cái tỉnh Nakhon này này, cái thằng đấy nó cũng làm YouTube nó chửi Việt Nam vô cùng luôn đấy. Mà hôm tôi đi Tết té nước thì tôi ra ngồi uống bia uống rượu với họ đấy, thì họ nói như thế nhưng mà tôi lại chưa xin nick để tôi xem là cái YouTube của nó như thế nào, tôi chưa được xem. Mà họ ở ngoài tỉnh ngoài này này bây giờ nó đi ở cái tỉnh khác rồi, nó không ở tỉnh này đâu. Nếu mà ở tỉnh ngoài này mà nó mà về là dân ở đây nó cũng đập chết, nhiều người ghét lắm, nhiều người bảo là nó cứ lên lên YouTube nó chửi suốt cả Việt Nam mình đấy, mà À. người Việt kiều bên này đấy. Thì là thấy các chú các bác thì cứ bảo là bây giờ cứ nó mà về đây là ở dân ở ngoài này đập cho chết. Nhưng mà hôm nào để tôi rảnh rảnh để tôi đi tôi hỏi xem là cái YouTube của nó như thế nào để tôi coi. Tức là khu của chị thì toàn người Việt yêu nước thôi, đúng không? Đàn người Việt yêu nước ấy. Lúc nào tôi gửi cho Bảo Trâm xem một người Thái á, mà họ hát tiếng Thái họ treo luôn cả ảnh Bác Hồ luôn. Luôn ở ở nhà họ đấy, họ hát luôn ở nhà mà có ảnh Bác Hồ to tướng ấy. Hát tiếng Thái đấy, họ gửi lại cho tôi coi đấy. Họ yêu nước lắm, ở đây là họ yêu nước lắm. Chứ phải không đâu, đa số là đến nói thật Bảo Trâm này là sắp đến 19 tháng 5 rồi. 19 tháng 5 thì vui vô cùng luôn ạ, à, vui lắm. Họ là ngày sinh nhật Bác Hồ đấy, họ ăn ở Vâng. trên hội trường ngay cạnh nhà gần nhà tôi đây này, có một cái hội trường to. Là đủ các nơi Việt Nam mình cũng sang đông, nguyên năm nào cũng sang, chỉ có 2 năm Covid không có thôi, không có người sang như năm nay là hết Covid rồi, tháng 5 năm nay vui lắm Bảo Trâm ạ. Hôm nào tôi lên tôi quay tôi chụp ảnh tôi gửi cho coi, Vâng. họ hát họ ấy họ hát vui lắm ngày 19 tháng 5 ấy, Tức là ngày ngày sinh nhật Bác mà Hồ ạ. sinh nhật bác con Việt kiều bên đó tổ chức ăn uống linh đình và chúc mừng và hát hò vui vẻ đó, thì tuyệt vời quá.
chị mà quay được gửi cho em xin các video đó thì tuyệt vời lắm. Vâng. Năm nào tôi cũng quay mà ở trên hội trường này ăn hàng hàng vài trăm mâm ấy, cỗ ấy đi Bảo Trâm. Ví dụ như thế là ngày 19 tháng 5 này này họ đến ăn, như ví dụ như bọn tôi đi ăn đấy, bọn tôi lên ăn thì cũng mỗi người đóng góp, tôi đi đám nào đi đến chỗ nào tôi cũng đóng góp, kể cả trên hội trường ngày 19 tháng 5 hay là những cái ngày gì của bên Việt Nam mình tổ chức, là bên này họ tổ chức còn vui còn linh đình hơn cả bên Việt Nam ấy. Họ ăn đủ các món ăn của Việt Nam mà họ vui lắm, họ hát hò toàn tiếng Việt hết. Toàn tiếng Việt hết mà ăn uống là cứ mỗi người đến thì người ta cũng cứ đưa cho 200 300 đấy, là họ ghi vào trong danh sách, xong là một ngày hôm đấy là thu được mở 1 xẻng 2 xẻng vài 300.000 tiền Thái là họ công bố lên luôn. Thế còn những nhà giàu quá người ta cho nhiều lắm Bảo Trâm, mà có nhà cho hàng 100.000 200.000 bạc Thái đấy, hàng hơn 100 triệu tiền Việt đấy, rồi người 5.000 10.000 là có hết, ai đến cũng phải 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 có tiền đấy mà ăn cứ vài vài trăm mâm á. Ở đây nhá, Bangkok cũng ra rồi, rồi Udon, rồi Mục Đa Hán, rồi Ubon, các tỉnh xa họ về từ ngày hôm trước ấy, họ ăn vui lắm. Cái hôm mà khánh thành chỗ nhà tưởng niệm Bác Hồ để Bảo Trâm biết ông, ăn mấy ngày liền ấy, họ ăn ăn mà đây là họ không nấu đâu, là có đặt cỗ bàn hết, có người nấu, người ta mang chở xe ô tô vào tận nơi. Vâng. Năm nay là vui lắm đấy. Thế ngoài kênh của Thái Văn Đường xuyên tạc của quốc gia thì bên Thái
Vâng, đúng không ạ? Thế thì theo chị là như này, Thái Văn Đường, thế thì ở bên đó có cả Lê Mỹ Hạnh, thế chị có biết nguồn gốc gì mà Lê Mỹ Hạnh đầu tiên rất thân với Thái Văn Đường mà bây giờ bọn chúng lại chửi nhau? Thế chị có biết thông tin là khi mà Thái Văn Đường nghe tin bị nhập kho ở Việt Nam thì Lê Mỹ Hạnh rất vui mừng không? Bọn nó vui đấy. Vâng. Nói thật Bảo Trâm Vì này này sao là nó vui vì ạ? này này, còn còn Lê Mỹ Hạnh với Thái Văn Đường này này là nó nói chung là nó cũng cứ ganh nhau từng cái miếng ăn đây. Đứa Vâng. hơn đứa kém. Nói thật Bảo Trâm là vì thằng Thái Văn Đường là nó có kênh riêng của nó. Vâng. Nó có kênh riêng của nó cho nên là nó có tiền hơn con Lê Mỹ Hạnh kia. Lê Mỹ Hạnh sang đấy thì nói thật chỉ lê la rồi thì đi theo bám theo mấy cái thằng đàn ông ở đấy thôi. Đúng Nói rồi, thật như thế. đúng chuẩn Cho chuẩn. nên là hai hai cái đứa này nó ghét nhau cực kỳ luôn. Nó ghét nhau lắm Bảo Trâm ạ. Cho nên là khi nó biết thằng Thái Văn Đường này mà về Việt Nam bị bắt là nó vui mừng đấy, nó vui mừng. Nó mừng vô cùng luôn. Nhưng mà Vâng. con Lê Mỹ Hạnh đấy chẳng qua sang đây bây giờ chỉ đi lê la theo cái bọn đàn ông thôi. Nói thật mới Bảo Trâm như vậy đấy. Cái con Lê Mỹ Hạnh á, Vâng. tôi cũng ghét vô cùng đấy. Em thấy hình ảnh Lê Mỹ Hạnh ấy xuất hiện ở trên không gian mạng ấy, thường là kiểu mặc quần áo hở hang này, rồi viết các cái Rồi. tút như kiểu là thả thính ấy. Ví dụ như là áo hở lửa vai này, xong bắt đầu để bên cạnh cái điếu thuốc rồi cái rượu vang, kêu là buồn cô đơn rồi mình cần một bờ vai nọ kia đấy, cái kiểu viết như vậy mà ở Việt Nam người ta gọi là thả thính, nên là em cũng không bất ngờ lắm khi Đây nhá, chị. bây giờ vâng tôi nói cho Bảo Trâm mấy khán thính giả nghe này này. Nếu ở đất nước Việt Nam mình là nó khác. Còn nếu mà con Lê Mỹ Hạnh sang đây mà để ve vãn được một thằng Thái là hơi khó. Tôi thật oh. Bảo Trâm đấy. Ở riêng ở bên này nhá mà có những nhà mà ba bốn người con gái họ cũng không lấy chồng. Mà con trai cũng vậy thôi. Ở bên Việt Nam mình còn nói thật Bảo Trâm này này. Là còn đến để tán nhau, còn anh yêu em hay ngọt nhạt với nhau như riêng bên Thái này không bao giờ có thế. Cho nên là con Lê Mỹ Hạnh sang đây để mà kiếm lấy được một thằng Thái là cũng hơi khó. Chẳng qua là chỉ có là ve vãn mấy mấy cái thằng mà tị nạn với nhau ở đấy thôi. Chứ còn để đi kiếm được một người đàn ông Thái Lan này hơi khó đấy. Bởi vì này này nếu mà những cái người mà nó có quyền cao chức trọng á, thì không bao giờ nó ngỏ gì để nhìn đến những cái người Việt Nam mình. Nói Vâng. rõ như thế. Thế còn những cái người mà người con trai Thái bên này họ không có một tí quyền gì đâu. Nói thật như thế không có quyền đâu. Tất cả là nắm quyền là ở như người con gái hết. Cho nên là nếu mà có đi theo cái cánh đàn ông ở bên Thái Lan này thì cũng chỉ có theo công thôi. Cũng không có cái gì mà theo khó lắm. Nói thật Bảo Trâm theo khó. Cho nên là chỉ có ve vãn được mấy cái thằng mà đi tị nạn với nhau ở đấy thôi. Cho nên là tại sao là nó cứ lên cái clip của nó lên đấy là lúc nào nó ăn mặc sexy đấy Bảo Trâm, ăn mặc hở Vâng. hang đấy. Đấy, để kiểu như cái dạng tìm trai ấy. Vâng. Vâng. Thế thì tức là Lê Mỹ Hạnh ấy là hiện nay đang hả hê. Thế thì Lê Mỹ Hạnh ấy là theo phe của bên nào ở trong cái đám mà bọn chúng đang cãi nhau, chị? Nó thì nó cũng chả đi theo ở bên nào đâu. Cái con ấy thì nó cũng chả theo ai cả. Tôi thì tôi cũng không biết là nó thân với ai không, như tôi chỉ biết là nó với thằng Thái Văn Đường này hai đứa là thù ghét nhau. Thế còn bây giờ tôi nói này này, bây giờ đi để mà để chống cộng mà để đi nước thứ ba đấy thì ngay như thằng thằng huy chương đoàn đấy, đoàn huy chương đấy. Mới có thế thôi mà đã Rồi. lên trên đài ở trên kia nói rồi phải đi nhanh không có sợ rồi nay mai cộng sản hay là cái thằng gì mà thằng Lê 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 Văn Thương à bà Trâm đến bây giờ mình mới biết là thằng Lê Văn Thương là cũng bị truy nã của Việt Nam trong sang chống cộng ở bên đấy phải không Nên Văn Thương nó người miền Tây ấy. đấy người miền Tây đấy Con người miền Tây, mà Lê Văn Thương. nó lên clip nó cũng bảo là bây giờ
phải ngăn chặn ngay, không có bây giờ ở bên phía bên Việt Nam sang bắt thì bây giờ những người còn ở lại thì sống như nào? Thế tôi bảo là đấy, đi chống cộng mới có thế thôi mà đã hốt rồi thì làm nào được. Tức Đã chống là cộng thì phải anh hùng đi chị. trước cái thông tin Thái Văn Đường bị nhập kho là bọn chúng bắt đầu là bọn phản động bên đó bắt đầu là Ôi sợ rồi, sợ đúng không ạ, lo sợ. nó rung lắc cả cái khu Bangkok ấy đi Bảo Trâm ạ. À, Thế rung lắc hết cái khu trong ấy rồi. bọn phản bắt đầu bây giờ sợ, bắt đầu là cái việc mà thể hiện cái sự sợ sệt ấy là bằng một cái hành động là hôm nay bọn chúng tổ chức biểu tình đúng không chị? Biểu tình Rồi. tập trung trước cái văn phòng của cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đó, là cái điều đó thể hiện là chúng đang sợ, đang lo sợ. Thế chị Hôm nay ơi, tôi xem cái khu cái bọn nó biểu tình đấy thì tôi có nghe được một một cái thằng đàn ông thì không biết là nói tiếng gì mà tiếng Việt Nam mình thì cũng không phải, mà để mai lúc nào tôi rảnh được tôi phải nghe lại rõ ràng, tiếng Thái thì cũng không phải, tiếng Anh thì cũng không phải, mà không biết là nói tiếng dân tộc hay tiếng gì không biết. Cái bọn nó biểu tình ấy là có một thằng đàn ông là nó nói không biết tiếng gì, mà tôi theo dõi thì không phải tiếng Thái mà cũng không phải tiếng Việt Nam mình mà không phải tiếng Anh thì không biết là nó nói cái tiếng gì, mà mai để tôi có thời gian tôi xem kỹ lại xem như nào. Chứ là cái đám đó chị ơi, theo như chị tổng cái người Việt Nam nói khoảng bao nhiêu người? sai người giờ này ai Chắc nó phải mấy nghìn người đấy bà Trâm ạ. Tổng từ trước đến nay, nhưng mà cái đám ấy mà gọi là tị nạn cộng sản ấy, dưới danh nghĩa là tị nạn cộng sản ấy, thì tức là chị có biết được con số mà ấy không, mà gọi là chính xác không? Biết là cái con số mà để như là họ duyệt để mà họ họ duyệt cho đi là bây giờ có 800 người. 800 người là bây giờ là họ đã cho kiểu như là họ có danh sách để cho đi sang nước thứ ba rồi đấy. Nhưng mà từ nhiều năm nay rồi, 800.000 đấy là từ nhiều năm nay rồi thì Tồn đã động mấy người đi được. Đấy là bây giờ nó còn tồn đọng đấy. tức là tồn động nhiều năm nay là khoảng 800 đứa trong danh sách, Khoảng 800 đứa trong danh sách tức là được cái diện mà để xem xét để để xem xét đấy. sang sang nước thứ ba. Sang nước thứ ba là tôi biết chính xác là có 800 người. Tồn đọng nhiều năm rồi mà bây giờ vẫn còn khoảng Nhiều năm. khoảng khoảng 800, thế xếp hàng còn tướt. Thế như chị, Còn lâu. theo chị thì cái tiêu chí nào mà cái bọn phản động ấy nó lưu vong ấy, nó được đi trước, cái tiêu chí nào mà cái đối tượng nào có đủ tiêu chí gì thì được ưu tiên đi trước ạ? Ví dụ nha, nếu mà để nói mà tiêu chí ấy, thì trong cái 800 người ấy, thì nếu như cái thằng Thái Văn Đường này khả năng nếu nó còn ở bên này thì nó không mò về Việt Nam, nó ở bên này thì khả năng là nó cũng sẽ được đi trước, là vì nơi này nó có học, nó có bằng cấp hoặc nó có Đúng tiếng nói thì còn được đấy bác Trâm ạ. À, đấy là những cái tiêu chí của ở bên Mỹ là nó duyệt, là phải duyệt những cái bọn đấy. Như nói thật Bảo Trâm này, như ba mẹ con là Cấn Thị Thêu đấy, còn Bảo Trâm còn tôi đây còn khán thính giả đấy, chắc chắn nó không bao giờ đi được đâu. Vì chẳng rồi. qua nó chỉ có chửi lão trên mạng được thôi, chứ còn nó có ăn có học có cái gì, có bằng cấp gì để mà sang bên kia bọn nó lợi dụng. Nói ngay như sang đến Mỹ như Cù Huy Hà Vũ đấy, có bằng nọ bằng kia bây giờ cũng nằm im re rồi. Bảo Trâm biết không, con mẹ luật sư cái gì nhà Bùi Kim Thành nhé, Vâng. nó lúc sang nó còn oai lắm, đến lúc sau này nó như cái con điên con dồ ấy, suốt ngày đi cãi chửi nhau rồi đấy, rồi thì đi theo thang theo vớ được cái thằng Mỹ nào đấy mà bây giờ cũng mất 2-3 năm nay mất tích rồi không thấy gì, tôi theo dõi suốt ấy. Cho nên là những cái người kể cả như con nấm mốc đấy bây giờ thì có tiếng có tăm gì nữa, không có. Con Tạ Phong Tần đấy thì tiếng tăm gì. Con Tạ Phong Tần nói ba Trâm mà ngày trước con Tạ Phong Tần với lì con Minh Hằng đấy là hai con với thằng thằng Hải Điếu Cày đấy là mấy đứa ghét nhau ở mấy cái thằng con gì đấy.
cãi Đúng rồi. chửi nhau ầm ầm suốt. Thì Đúng tôi rồi. theo dõi từ cái khi nó còn ở Việt Nam cái đấy Bảo Trâm mà, cho nên là biết không, con Tạ Phong Tần mới lại con Minh Hằng là hai con chơi thất.